chào các bạn. Ngay trước mặt chị đây chính là bạn Ngô Kim Yến. Yến vừa nhận visa du học Hàn Quốc trở về với tấm visa thẳng trong tay. Chắc hẳn là chúng ta cũng sẽ mong đợi để xem rằng là Kim Yến, một trong những gương mặt sinh viên xuất sắc của du học MEP với điểm GPA rất là cao, thì bạn đã lựa chọn trường nào và vì sao mà bạn lại lựa chọn ngôi trường đó nhé? Em có thể chia sẻ với các bạn là niềm vui của em ngày hôm nay, đó là em đã nhận visa thẳng du học Hàn Quốc, và ngôi trường mà em lựa chọn là trường nào? Ngôi trường mà em lựa chọn đó chính là ngôi trường Gyeonggi ạ. Và hôm nay thì em cảm thấy rằng là rất là vui ạ. Khi mà được cầm visa trên tay thì em rất là hồi hộp và cũng một chút lo lắng nữa. Các bạn biết không, Kim Yến là một trong những sinh viên rất là xuất sắc của trường MEP. Em có điểm GPA thực sự rất là ấn tượng. Và bên cạnh đó thì Kim Yến còn có một cái quá trình làm cán bộ lớp rất là lâu năm, đúng không? Chúng ta đã là từng, em đã từng là lớp trưởng trong quá trình học trung học phổ thông. Và trong các cái buổi luyện phỏng vấn thì thực sự cô rất là ấn tượng với Kim Yến. Và các bạn có một bí mật này này, cô chia sẻ với các bạn, đó là Kim Yến thì có cơ hội để có thể lựa chọn một trường top 1. Và thực ra là em đã đỗ một trường top 1 rồi. Nhưng cuối cùng thì Kim Yến lại quyết định là cái điểm đến cuối cùng của mình lại là một trường top 3. Vì sao lại là Gyeonggi? Em theo cô là bởi vì em nhận thấy rằng là thứ nhất là Gyeonggi là có chuyên ngành mạnh về mà em yêu thích. Và em cảm thấy rằng là nơi sinh sống, sinh hoạt ở Gyeonggi rất là phù hợp với em ạ. Và từ đó mà em quyết định rằng là mình sẽ cái ngôi trường cuối cùng mà mình lựa chọn là Gyeonggi ạ. Có một cái câu hỏi mà các bạn thường sẽ dành gửi đến chúng ta ấy, đó là đối với những bạn mà sinh viên những cái khóa sau thì các bạn rất là muốn biết được, đó là trong buổi phỏng vấn với Gyeonggi, một trong những ngôi trường top 3 mà được mệnh danh là phỏng vấn khó hơn cả một ngôi trường top 1, thì câu hỏi phỏng vấn như thế nào và buổi phỏng vấn diễn ra ra sao? Thế thì Kim Yến có thể bật mí cho các bạn được về cái buổi phỏng vấn của mình không nhá? Vâng ạ. Gyeonggi thì nhìn bề ngoài thì mọi người hay nói là phỏng vấn rất là khó, nhưng mà thật ra thì rất là dễ. Và cô giáo thì cũng rất là dễ thương và vui tính ạ. Mới đầu vào thì cô cũng hỏi những câu đơn giản như là giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn và thích món ăn Hàn Quốc, hay là thích dẫn diễn viên ca sĩ nào của Hàn Quốc thôi ạ. Trong quá trình đó thì em sử dụng là trả lời bằng tiếng Hàn hay là tiếng Việt? Em trong quá trình đó thì cô nói thì em cũng hiểu và đáp lại đó thì em trả lời bằng tiếng Hàn ạ. Vậy là Kim Yến đã học tiếng Hàn bao nhiêu lâu rồi? Nếu mà cô nhớ không nhầm nhá, thì là Kim Yến vừa mới tốt nghiệp trong trung học phổ thông vào mùa hè vừa rồi. Có nghĩa rằng là tháng 7 mới tốt nghiệp, và bây giờ chúng ta là đang ngồi giữa khoảng thời gian là tháng 11. Vậy là tức là em đã học từ khoảng tháng 8 nhập học tại MEP, và đến nay là tháng 11 mà hoàn toàn có thể trò chuyện với trường bằng tiếng Hàn. Có đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nếu như vậy thì Kim thực sự rất là xuất sắc đấy. Vâng, em cảm ơn ạ. Và trường thì có lời nhận xét nào dành cho em trong buổi phỏng vấn đó không? Dạ có ạ. Cô có bảo rằng là em rất là hoạt bát, vui tính và trả lời cũng rõ ràng và chuẩn ạ. Đó chính là lý do mà ngày hôm nay thì em đã nhận không chỉ là visa code của trường mà đồng thời ấy là một trong những cái sinh viên có thể nói rằng là của kỳ tháng 12 nhận visa rất là nhanh. Một lần nữa chúc mừng Kim Yến nhé. Dạ em cảm ơn. Nếu mà có một lời nhắn nhủ dành cho các bạn sinh viên mà yêu mến trường Gyeonggi và cũng như là yêu mến du học Hàn Quốc, thì Yến muốn nhắn nhủ với các bạn điều gì? Mình muốn nhắn nhủ với các bạn là hãy tự tin lên và đừng lo sợ gì cả. Cô rất là dễ thương. Hy vọng rằng là tất cả những cái niềm vui cũng như là việc mà Kim Yến đã truyền cảm hứng cho chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn, những ai mà đang yêu mến ngôi trường Gyeonggi, những ai mà đang yêu mến du học Hàn Quốc, thì sẽ có thêm động lực để chúng ta đến gần với ước mơ của mình hơn. Cảm ơn em và chúc em có một hành trình mới tràn đầy niềm vui nhé. Em cảm ơn ạ. Cùng mình đến với trường Gyeonggi nhé.